Where can I check in for Thai Airways? Where can I check in for Thai Airways? Say it one more time. Where can I check in for Thai Airways? Where can I check in for Thai Airways? Fly TG681 to Bangkok. Fly TG681 to Bangkok. Yeah, làm thủ tục cho chuyến bay TG681 đi Bangkok ở đâu? Where can I check in? Where can I check in? For Thai Airways. For Thai Airways. Fly TG681 to Bangkok. Fly TG681 to Bangkok. Yeah. Cơ trưởng nói máy bay hiện tại đang hạ cánh. The plane is now. The plane is now landing. The plane is now landing. The plane is now landing. Again? The plane is now landing. Yeah. Giờ khởi hành cho chuyến bay VN224 là mấy giờ? What is the departing time of VN224? VN224. VN224. Now speak up without looking. Giờ khởi hành của VN224 chuyến bay đi mấy giờ? What is the departure time? What is the departure time? What is the departure time? Of VN224. Of VN224. Yeah. Máy bay đó sẽ khởi hành đi đến Kuala Lumpur trong vài phút nữa. Speak up that plane. The plane will depart for Kuala Lumpur in some minutes. Sẽ là một mọi chẳng. The plane will depart for Kuala Lumpur. In some minutes. Some minutes. Yeah. Chuyến bay VN374 đi thành phố Vinh của hãng Vietnam Airlines đang cho khách lên tàu ở cửa số 8. Vietnam Airlines flight VN374 to Vinh is now boarding at gate 8. Sẽ là một chẳng. It's now boarding. It's now boarding. It's now boarding. It's not boarding. At gate 8. Boarding, đang cho khách lên tàu. Động từ board là lên tàu. Tàu bay, tàu thủy đều dùng chữ board. Please get on board. Lên tàu nào. Please get on board. Get on board. Chào mừng quý khách. Trên tàu của hãng Eva Air, chuyến bay BR396 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Taipei. No, that's the wrong one. Welcome aboard. Eva Air. Fly BR. 396. From Ho Chi Minh City. To Taipei. Now speak up one more time. Welcome aboard. Eva Air flight BR396 from Ho Chi Minh City to Taipei. Yeah. Cơ trưởng thông báo chúng ta đang bay với vận tốc 600 dặm một giờ. Thời tiết bên ngoài là âm 10 độ C. We are now flying at the speed of 600 miles. Now that's around 1 mile. Một dặm nó tương đương với 1,6 mấy km đó. Wait, so one more time. Đang bay với vận tốc là We are now flying at a speed of 600 miles per hour. Hour. So one more time. We are now flying at a speed of 600 miles per hour. Per hour. Nhiệt độ bên ngoài là âm 10 độ C. The temperature outside. Is -10 degrees Celsius. Degrees Celsius. At the moment. Yeah. Và chúng ta cũng đang bay với ở độ cao 10.000 feet. We are flying at the 10,000 feet. 10,000 feet. Now, one more time. We are now flying at a height
of 10,000 feet. Okay. One more time. We are not flying. We are flying. At a height. At a height. Of 10,000 feet. Of 10,000 feet. À, các tiếp viên sẽ phục vụ bữa trưa trong giây lát thôi. Our cabin attendants. Our cabin attendants. Will serve lunch shortly. Will serve lunch shortly. Our cabin attendants. Our cabin attendants. Will serve lunch shortly. Will serve lunch shortly. Shortly. Shortly.